Các đơn vị ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom hôm qua đã phối hợp xử lý theo quy định hơn 50 trường hợp là cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Qua kiểm tra của đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai xác định, khu vực suối Sao thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom có 53 trường hợp, có 4 trường hợp di dời hoạt động là cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm trên lĩnh vực đất đai và xây dựng, chủ yếu là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom và các ngành liên quan của tỉnh xử lý khắc phục các tồn tại đối với 18 trường hợp có hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai và 35 trường hợp có hành vi vi phạm hành chính về xây dựng. Tổ chức tiến hành cưỡng chế các trường hợp không tự nguyện khắc phục hậu quả khôi phục hiện trạng ban đầu khi đã hoàn thiện công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đáng nói, có 16 trường hợp vi phạm đã bị xử phạt, không chấp hành quyết định xử phạt mà còn tiếp tục tái phạm. Xem xét, xử lý tất cả các hành vi vi phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực liên quan như đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, thuế. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật hình sự thì Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.